Quang Đẩu xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì nói chung ở mặt trước và mặt sau của nhà mình thì có cái đội công trình giao thông làm về mặt trước đó, họ đang dọn lại cái những cái làn dơ bụi để họ chuẩn bị là đổ bê tông nhựa dưới, nói chung là dưới cái dòng hát yến ra, thì họ đang làm như vậy. Thì còn cái mặt sau thì cái công trình thủy lợi họ cũng đang tiến hành làm rồi đó. Xe này là xe chở dầu hát yến. Nói chung là các anh này làm theo cái thủ công, nói chung là thủ công thì nhiều hơn xô xô mình. Thì đó, các bạn thấy là thứ cái hát yến này. Trời hôm nay nói chung là cũng dịu mát. Trời hôm nay dịu mát. Đó, đây là mặt sau, mặt sau nhà mình. Thì cái này là công trình của tỉnh đã làm cái con kênh bào. Và sau khi mà họ làm hai bên lề là coi như là tương đối là chuẩn bị là xong rồi đó, thì bây giờ là họ dọn dẹp xung quanh cách nhau khoảng 4 mét để cho nó sạch sẽ. Thì phía sau nhà mình thì nó như những bụi cây rậm, cây thổ dầu thì nó sẽ mọc lên rất là khó chịu. Đó, mấy anh là rải cái bê tông nhựa. Thay vì là coi như là bê tông nhựa phải dày, bây giờ mấy anh là coi như là chỉ là lót sơ ở mặt trên thôi. Đó là cái bản hiệu nhà nghỉ 89 của mình. Và khi mà như vậy thì xe lưu họ sẽ là cán qua một vài lần để cho nó giữ lại cái có một cái độ nén, giữ lại cho nó khỏi bong lên. Nhưng mà nếu mà như vậy thì nói chung là làm cũng hời hợt quá, làm cũng hời hợt. Chỉ con cái đắp bê tông nhựa dày thì nó mới ổn định được. Còn đây là chữa cháy, quá trình mà là họ làm cái đường cống đó, cho nên là họ đào sát qua cái lề của nhà dân. Thì khi mà làm như vậy thì nói chung là nó chưa có được đẹp lắm. Thì bây giờ hôm nay họ trải nhựa lại. Các anh này thì cũng nói chung thì cũng chịu khó, có công ăn việc làm thì đã được ổn định. Như vậy là đất thì không có tìm ở đâu đổ nữa. Cây bồ đề này là hồi trước nhà mình coi như là có trồng ở chỗ kiển, mà bây giờ nó lấn ra ngoài cho nên nó mọc lớn lên như vậy, lớn to nữa. Thì bây giờ là mặt trước của mình là rất là bụi rậm, rất là dơ. Hôm nay thì mình cũng nhờ họ cào lại, làm lại cho nó sạch sẽ. Thì cái toàn cảnh các bạn thấy con kênh bữa nay nói chung là tương đối cũng đã ổn định rồi. Bây giờ họ trồng cây đó, họ trồng cây rồi đó. Bây giờ còn đang bắt đèn trụ ở dọc theo cái hai bên bờ kênh. Khi làm xong thì chiều hôm nay là có đổ mưa đó. Thì bây giờ là mình đang ngồi ở trong nhà, nhưng mà ở ngoài mưa rồi, mặt trước nhà ở trong trước mưa để mình thấy mưa, nghe mưa rõ ràng. Mưa lớn đó ở trong nhà. Các bạn thấy mưa đó, mưa rõ. Đó cũng là cái toàn cảnh sau khi các anh em công nhân này làm xong thì coi như mưa đổ xuống đó. Thì trong cái thời gian này nói chung là làm việc nói chung hơi khó khăn. Nếu mà nắng luôn thì nó đang làm rất dễ, còn bây giờ là mưa gió thôi. Đến hôm nay là coi như là mình cũng xin tạm dừng lại cái video này. Xin chào các bạn, chúc sức khỏe các bạn, an vui, bình an. Xin chào các bạn.